Dạ rồi, hệ thống Aro Sài Gòn kính chào anh em. Chào anh em là một cái bộ rebound của hãng Marang. Thì nó có ở đây là Aesthetic SM6 và SC6 ha, một combo đồng bộ. Thì em vừa vệ sinh xong đây, thì phần nắp phía trong nè và hai phần hộp gỗ phía ngoài. Thì tất cả những cái này hộp gỗ về chúng ta đều phải lên là ở Việt Nam ha, nó về là không có vỏ gỗ. Nhưng mà vỏ gỗ Việt Nam lên rất là đẹp, gỗ lạng luôn ha. Đây, hiện trạng là như vậy. Rồi thì về phần phòng mũi rất là đẹp, thiết kế với cái mặt phay nhôm hơi vàng ha, nó không có vàng như những cái dòng đề nông hoặc là cô phay, nó là vàng hơi nhợt ha. Đấy thì phần mặt mũi và hình thức phía ngoài ship sẽ ráp phần hầu gỗ bạn quay luôn cho anh em. Bây giờ đây em quay phần nội thất trước nè. Đây là phần nội thất của chiếc rề. Đây là của chiếc rề ha. Đây của chiếc bao mà không khô nguồn lớn, hai tụ lục nguồn chà bá luôn. Và nó đánh là tám sò ha, giải nhiệt ống dầu nè. Đấy. Mỗi quê là 4 con. Những cái tấm này là lâu năm, nó nguyên bản thì nó có cái màu như thế này ha. Đấy, về phần ruột gan nội thất thì rất là đẹp rồi. Đây. Còn mà tụ rất là nhiều. Thì về phần thông số của bộ Marang này được hãng Marang sản xuất vào năm 80 đến năm 83. Năm 80 đến năm 83 ha. Thì về hình thức của chiếc bao thì nó thiết kế hai cầu lo AB và chế độ A cộng B và có clutch A chủ động ha. Thì đối với công suất thực là lo cho 8 ohm là 120 W trên mỗi kênh 8 ohm và đánh hai cầu lo AB và A cộng B ha. Còn clutch A thì nó cho ra là 30 W trên mỗi một kênh. Khi chúng ta xài led A, chúng ta sẽ nhấn vào đèn led A đây nó sẽ báo lên ha. Đó là led A chủ động. Khi chúng ta cần xài led A, chúng ta nhấn led A vào thì led A nó cho ra là 30 W trên mỗi một kênh. Đấy, 30 W cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ anh em ha. Đây hình thức chiếc rề nè. Rồi thì về phần hình thức nội thất là như vậy. Bây giờ em sẽ ráp vào. Thì hai chiếc này đã được sử dụng điện 100V anh em ha. Thì với những cái bộ mà răng tầm tiền như thế này, anh em ghép tốt được nhiều, rất là nhiều dòng lo từ JB, tay nôi, là những cái dòng lo cổ của Mỹ hoặc là những cái dòng của Nhật, đến trong người trong cái tầm tiền này anh em ghép được rất là nhiều dòng lo. Thì với giá bộ này là 18,5 triệu anh em ha, 18,5 triệu bao ship toàn quốc cho cái bộ mà răng Aesthetic SC6 và SM6 ha. Vậy rồi bây giờ em sẽ ráp. Dạ rồi, đây là cái hình thức khi em ráp nắp và phần hộp gỗ vào ha. Hộp gỗ thì lên mới Việt Nam thì rất là đẹp rồi. Không có gì để bàn cả, nó không có bị xước sẹo, chóc mẻ gì hết ha. Thì em vẫn quay cho em cái độ đẹp của nó thôi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ gắn và em test ha. Dạ rồi, đây là phần hình thức phía ngoài nè anh em. Thì phần kích thước nó ngang qua là 44.5. và cao lên mỗi chiếc là 19 phân anh em. 19 phân là cả bộ lên tầm gần 40 ha, là 38 phân. Và đối với chiếc bao nó sâu vào là 38 và chiếc rề sâu vào là 28 luôn ha. Chênh lệch nhau khoảng 10 phân. Đấy. Phần phía sau. Đây, phần phía sau nè. Thì nó đánh hai cầu lo AB và chế độ A cộng B ha. Đường vào và có cả vô lông. Đây là phần chiếc rề. Đây, chân rắc nè. Phía sau đây nó có hơi những cái dấu mà nó hơi ten ten nhẹ anh em ha. Đấy. Tổng thể nó là vậy. Còn hiện trạng thì mặt mũi rất là đẹp rồi. Đây, mặt mũi nè. Chung mặt mũi không có trầy vậy nè. Mặt mũi không có trầy, cho có cái này nè. Có cái nắp này nè. Có vài vết xước nhẹ nhẹ ở trên này nè ha. Đây là cái nắp mình ta mở ra mở vô nè. Đó thì ở đây nó có vài vết xước nè, ở đây cũng có vài xước, còn phần mặt thì không có bị ha, nó mát rồi rất là đẹp luôn này. Rồi thiết kế hai đồng hồ view rất là to và rất là đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ gắn dây vào thì hiện trạng nó là như vậy anh em ha. Thì phần kết nối, thì người ta kết nối đường nhạc vào, đường nhạc out ra thì có hai đường out ra, chúng ta ghi một cái lợi xuống bao ha.
Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào, thì sẵn dây kết nối chung với cặp Aiden kiền tròn ha. Đây là phần kết nối phía sau của em. Rồi, xem ở nguồn lên. Thì phần nút nguồn nó nằm phía trong đây ha. Đấy, khi mà nguồn lên đèn rất là đẹp. Thì đối với phần chiếc bao thì nó có một nút power nguồn nè, nút LED A, người ta nhấn LED A thì đèn nó sẽ sáng lên ha. Đây. Và nút cầu lo AB và A cộng B thì anh em nhấn vào. Đấy, em đang đánh cặp 1. Bật LED A luôn ha. Rồi. Thì phần chiếc rề nè, phía trong đây thì nó có cái đường ao. Ao 1 và ao 2, anh em khi dùng ao 1 nhấn ao 1, ao 2 thì nhấn ao 2, anh em xài hai cả thì anh em nhấn vào hết ha. Và cái nút cắt tần số của chép nè, và cái nút EQ Subtonic. Đấy. Thì bát chép nè, bát chép riêng biệt từng vế ha. Phần trên là của chép, phần dưới là của bát. Và nút lunet, lunet thì nó có hai cấp độ. Hai cấp độ cộng 4 dB và cộng 8 dB. Và đây là đường vào tuner mono và aux volume tổng, chế độ CT mono và ba lăng. Ba lăng ha. Chép nè. Bát ha. Lưu nét lên nè, lưu nét nó rất là mạnh nha. Tiếng rất hay trong cái tầm tiền ha. Và chơi rất là hay và bài rất là đẹp. Dạ rồi, em xin kính chào anh em. Và giá là 18.500 em bao ship toàn quốc cho bộ ngoại răng Exotech đồng bộ SM6 và SB SC6 ha. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.